Bảy thói quen của những người có tầm ảnh hưởng lớn. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com Phần 1. Thông tin chi tiết về bảy thói quen của người thành đạt của Stephen R. Covey Phần 2. Tổng quan Bảy thói quen của người thành đạt 1989 là một cuốn sách tự lực cổ điển cung cấp cách tiếp cận lấy nguyên tắc làm trung tâm để đạt được thành công cá nhân và giữa các cá nhân, tác giả người Mỹ Stephen R cơ vây giải thích rằng việc tích hợp các nguyên tắc và thói quen hiệu quả vào tính cách cơ bản của chúng ta là nền tảng của thành công nếu chúng ta thiếu sự chính trực sâu sắc và sức mạnh cơ bản của tính cách những khó khăn trong cuộc sống chắc chắn sẽ khiến động cơ thực sự của chúng ta xuất hiện và sự thất bại trong mối quan hệ con người sẽ thay thế bất kỳ thành công ngắn hạn nào để đạt được thành công thực sự chúng ta phải thay đổi bản thân một cách cơ bản chứ không chỉ thay đổi thái độ và hành vi của chúng ta trên bề mặt Tuy nhiên, điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận và hiểu thế giới xung quanh. Phần 3. Thông tin chi tiết từ phần 1. Một nhiều người đã đạt được mức độ thành công bên ngoài phi thường vẫn thấy mình phải giải quyết nhu cầu sâu sắc về sự hài hòa, hiệu quả và mối quan hệ lành mạnh với những người khác. Hai tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng bản thân và tìm ra những điều cần thay đổi. Muốn thay đổi hoàn cảnh thì trước hết phải thay đổi mình muốn thay đổi mình thì phải sửa đổi nhận thức ba bảy thói quen của những người thành đạt cao đại diện cho nhiều nguyên tắc cơ bản về sự hiệu quả của con người làm nền tảng cho hạnh phúc và thành công lâu dài tuy nhiên trước khi chúng ta có thể thực sự hiểu được bảy thói quen chúng ta phải trải qua những thay đổi mô hình bốn mô hình là cách chúng ta nhìn thế giới về mặt nhận thức hiểu và diễn giải nếu chúng ta muốn tạo ra những cải thiện có ý nghĩa trong cuộc sống của mình chúng ta phải làm việc dựa trên các mô hình mà từ đó thái độ và hành vi của chúng ta hình thành năm không phải tất cả các thay đổi mô hình đều diễn ra ngay lập tức có những giai đoạn tăng trưởng tuần tự trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta một đứa trẻ học bò trước khi biết đi và biết chạy mỗi bước đều quan trọng và cần có thời gian không bước nào có thể bỏ qua sáu bảy thói quen của người thành đạt là một cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc tính cách để đạt được hiệu quả cá nhân và giữa các cá nhân nó sử dụng cách tiếp cận từ trong ra ngoài bởi vì bạn bắt đầu với chính mình điều này có nghĩa là thay đổi các mô hình tính cách và động cơ của bạn bảy nhân vật của chúng tôi về cơ bản là sự kết hợp các thói quen của chúng tôi thói quen rất quan trọng vì chúng là những khuôn mẫu nhất quán thường là vô thức thể hiện tính cách của chúng ta và tạo ra hiệu quả hoặc sự thiếu vắng tính cách đó của chúng ta bảy thói quen cung cấp một cách tiếp cận tuần tự và tích hợp cao để phát triển tính hiệu quả của cá nhân và giữa các cá nhân. Trong chuỗi trưởng thành, những thói quen này dần dần đưa chúng ta từ sự phụ thuộc sang độc lập rồi phụ thuộc lẫn nhau. Chính sự phụ thuộc lẫn nhau có nghĩa là tự chủ và có khả năng đồng thời hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác và cộng tác. Nó có nghĩa là tạo ra cảm giác giá trị to lớn bên trong bản thân bạn đồng thời nhận ra nhu cầu cho và nhận tình yêu. 10 đó là lúc 7 thói quen của người thành đạt phát huy tác dụng. Thói quen 1, 2 và 3 liên quan đến khả năng tự làm chủ. Họ chuyển chúng ta từ sự phụ thuộc sang độc lập. 11 khi chuyển từ độc lập sang phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta có thể bắt đầu phát triển thói quen 4, 5 và 6, liên quan đến làm việc theo nhóm, hợp tác và giao tiếp. 12 thói quen 7 liên quan đến cải tiến liên tục. Nó là hiện thân của tất cả các thói quen khác và tạo ra vòng xoáy phát triển đi lên giúp nâng chúng ta lên những tầm cao mới của sự hiểu biết và cuộc sống. 13 Tất cả những thói quen này hình thành nên bản chất tính cách của một người, chúng tạo ra một trung tâm trao quyền cho các mô hình phù hợp mà từ đó chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, tối đa hóa khả năng học hỏi và phát triển. Phần 4. Thông tin chi tiết từ phần 2 chương 1 một chủ động là thói quen đầu tiên và cơ bản nhất của một người làm việc hiệu quả chủ động có nghĩa là chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính bạn và thường chủ động hai những cá nhân chủ động cao có thể chọn phản ứng của họ họ không sử dụng hoàn cảnh và điều kiện để bào chữa cho hành vi của mình hành vi của họ là kết quả của những lựa chọn có ý thức của chính họ dựa trên các giá trị chứ không phải cảm xúc ba mặt khác những cá nhân phản ứng lại bị chi phối bởi cảm xúc hoàn cảnh điều kiện và môi trường của họ họ xây dựng đời sống tình cảm của mình xung quanh hành động của người khác điều này cho phép người khác kiểm soát họ bốn cách hiệu quả nhất để trở nên tự nhận thức hơn về tính chủ động là xem xét nơi chúng ta tập trung thời gian và sự chú ý vòng quan tâm của chúng ta chứa đựng rất nhiều mối quan tâm khác nhau mà chúng ta tập trung về mặt tinh thần hoặc cảm xúc năm khi chúng tôi xem xét vòng quan tâm của mình Rõ ràng là có một số điều mà chúng tôi không có quyền kiểm soát thực sự và những điều khác mà chúng tôi làm. Chúng tôi có thể xác định các mối quan tâm trong nhóm thứ hai bằng cách thêm chúng vào vòng tròn ảnh hưởng của chúng tôi. Sáu chúng ta có thể tìm hiểu nhiều về mức độ chủ động của mình bằng cách xác định vòng tròn nào trong hai vòng tròn này tiêu tốn phần lớn thời gian và năng lượng của chúng ta. Bảy những người phản ứng dành tất cả năng lượng của họ cho vòng quan tâm họ tập trung vào các vấn đề trong môi trường và hoàn cảnh mà họ không kiểm soát được tám điều này dẫn đến thái độ đổ lỗi và buộc tội ngôn ngữ phản ứng giúp họ miễn trách nhiệm và gia tăng cảm giác bị coi là nạn nhân kết quả là năng lượng tiêu cực kết hợp với sự lơ là trong những lĩnh vực mà họ có thể làm gì đó khiến vòng ảnh hưởng của họ giảm đi chính những người chủ động rất chú ý đến vòng ảnh hưởng họ biết những gì cần làm và họ làm điều gì đó về nó Năng lượng tích cực được tạo ra bởi sự tập trung đó khiến vòng ảnh hưởng của họ mở rộng. Phần 5. Thông tin chi tiết từ phần 2 chương 2, một thói quen hay là thói quen bắt đầu từ kết thúc. Điều này có nghĩa là bắt đầu với sự hiểu biết rõ ràng về điểm đến của bạn. Nó có nghĩa là biết bạn đang hướng tới đâu để bạn hiểu rõ hơn về vị trí hiện tại của mình và các bước bạn thực hiện đang đi đúng hướng hai bắt đầu với suy nghĩ cuối cùng liên quan đến việc xác định rõ ràng mục tiêu của bạn và có một kế hoạch rõ ràng để đáp ứng mục tiêu đó khả năng tự nhận thức trí tưởng tượng và lương tâm độc đáo của con người cho phép chúng ta viết kịch bản của riêng mình ba khi phát triển khả năng tự nhận thức nhiều người trong chúng ta phát hiện ra những kịch bản không hiệu quả và những thói quen đã ăn sâu hoàn toàn không phù hợp với các giá trị của chúng ta bốn thói quen hai nói rằng chúng ta không cần phải sống với những tập lệnh đó bằng cách sử dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình chúng ta có thể tạo ra các kịch bản mới hiệu quả hơn và phù hợp hơn với các giá trị sâu sắc nhất của chúng ta cũng như các nguyên tắc mang lại ý nghĩa cho các giá trị này năm cách hiệu quả nhất để bắt đầu với suy nghĩ cuối cùng là viết một tuyên bố sứ mệnh cá nhân tuyên bố này sẽ xem xét lăng kính mà qua đó chúng ta nhìn thế giới ở đây chúng ta giải quyết tầm nhìn và giá trị của mình sáu ống kính đó là trung tâm của cuộc sống của chúng ta sẽ là nguồn an toàn, hướng dẫn, trí tuệ và sức mạnh của chúng ta. Bảy mỗi chúng ta đều có một trung tâm, mặc dù chúng ta thường không nhận ra những tác động toàn diện của trung tâm đó đối với mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta có thể lấy vợ chồng làm trung tâm, lấy gia đình làm trung tâm, lấy tiền bạc làm trung tâm, lấy công việc làm trung tâm, lấy tài sản làm trung tâm, lấy niềm vui làm trung tâm, lấy bạn bè làm trung tâm, lấy kẻ thù làm trung tâm hoặc tự cho mình là trung tâm. 8 tuy nhiên, mỗi trung tâm trong số này có thể hạn chế hiệu quả của chúng ta, tước đi mức độ an toàn, hướng dẫn, trí tuệ và quyền lực cao của chúng ta, bên cạnh tính chủ động. Giải pháp là tập trung cuộc sống của chúng ta vào các nguyên tắc đúng đắn. Chính các cá nhân lấy nguyên tắc làm trung tâm không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của một tình huống và có thể đánh giá khách quan tất cả các lựa chọn. Họ nhìn vào tổng thể cân bằng nhu cầu công việc, nhu cầu của gia đình và các nhu cầu khác có thể liên quan và sẽ xem xét tất cả các yếu tố trước khi đưa ra giải pháp thích hợp. Phần 6. Thông tin chi tiết từ phần 2 chương 3. Một thói quen ba là theo đuổi mục tiêu của bạn bằng cách thực hành quản lý bản thân hiệu quả. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thực hành thói quen này sau khi bạn đã phát triển bản chất chủ động và điều chỉnh các mô hình của mình theo các nguyên tắc đúng đắn. Hai quản lý hiệu quả có nghĩa là đặt những điều quan trọng nhất lên hàng đầu quản lý là tất cả về kỷ luật nếu bạn là một người tự quản lý hiệu quả kỷ luật đến từ bên trong khi bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các cam kết của mình bạn sẽ trao nhiều quyền lực hơn cho các giá trị của mình và ít quyền lực hơn cho cảm xúc và sự bốc đồng của mình ba thay vì tập trung vào mọi thứ và thời gian quản lý hiệu quả chủ yếu tập trung vào việc duy trì và nâng cao các mối quan hệ cũng như đạt được kết quả nó lấy nguyên tắc làm trung tâm và tạo ra mô hình trung tâm mà từ đó bạn nhìn thấy thời gian của mình về những gì là quan trọng và hiệu quả bốn bởi vì nó được hướng dẫn bởi lương tâm quản lý hiệu quả cho phép bạn tổ chức cuộc sống của mình phù hợp với những giá trị sâu sắc nhất của bạn nó cũng mang lại cho bạn sự tự do để lịch trình của bạn đạt được những giá trị cao hơn một cách yên bình năm quản lý hiệu quả cho phép bạn xác định sứ mệnh duy nhất của mình nó cung cấp cho bạn phương hướng và mục đích đồng thời giúp bạn cân bằng cuộc sống của mình bằng cách xác định các vai trò chính đặt mục tiêu và lên lịch cho các hoạt động mỗi tuần sáu tổ chức hàng tuần là một phần quan trọng của việc quản lý hiệu quả nó cung cấp cho bạn một viễn cảnh rộng lớn hơn cho phép bạn vượt lên trên những giới hạn của một ngày hơn nữa bằng cách xem xét các vai trò chính của mình bạn có thể giữ liên lạc với những giá trị sâu sắc nhất của mình bảy trọng tâm thiết yếu của kiểu quản lý này là đánh giá các cam kết của bạn về mức độ khẩn cấp và tầm quan trọng các vấn đề khẩn cấp đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức chúng thường ở ngay trước mặt bạn và thường rất thú vị và vui vẻ khi làm tuy nhiên họ thiếu tầm quan trọng tám mặt khác những vấn đề quan trọng đóng góp vào sứ mệnh giá trị và mục tiêu của bạn những việc quan trọng không khẩn cấp cần chủ động và tích cực hơn nếu bạn không có ý tưởng rõ ràng về điều gì là quan trọng bạn có thể dễ dàng bị phân tâm bởi những vấn đề khẩn cấp nhưng không quan trọng chính các vấn đề trong tầm tay có thể được chia thành bốn góc phần tư góc phần tư y vừa khẩn cấp vừa quan trọng phần tư hai không khẩn cấp nhưng quan trọng phần tư ba là cấp bách nhưng không quan trọng phần cuối cùng phần tư bốn không quan trọng và không khẩn cấp 10 góc phần tư y giải quyết khủng hoảng và các vấn đề quan trọng khác, chỉ tập trung vào góc phần tư, tôi có thể chiếm hết thời gian của bạn và làm bạn kiệt sức vì nó luôn mở rộng. Sự giải thoát duy nhất mà bạn có là trốn sang góc phần tư 4, nơi bao gồm những hoạt động thú vị và lãng phí thời gian gây mất tập trung. 11 trong góc phần tư 3, mức độ khẩn cấp của các vấn đề thường dựa trên các ưu tiên và kỳ vọng của người khác, chẳng hạn như các cuộc điện thoại những người dành toàn bộ thời gian cho phần tư 3 và 4 thường vô trách nhiệm và làm việc kém hiệu quả. 12 góc phần tư 2 là cốt lõi của khả năng tự quản lý hiệu quả. Nó giải quyết những việc không khẩn cấp nhưng quan trọng. Điều này bao gồm những việc như hình thành mối quan hệ, ví tuyên bố sứ mệnh cá nhân, lập kế hoạch và chuẩn bị. 13 góc phần tư thứ hai giải quyết những việc chúng ta biết mình cần phải làm, nhưng bằng cách nào đó hiếm khi bắt tay vào làm vì chúng không khẩn cấp chúng ta phải học cách nói không với những hoạt động không quan trọng trước khi có thể bắt đầu nói đồng ý với những hoạt động quan trọng trong phần tư thứ hai. Phần 7. Thông tin chi tiết từ phần 3 chương 1. Một thói quen bốn là có thái độ thắng thắng. Thắng thắng là một trạng thái của trí óc và trái tim nhằm tìm kiếm những thỏa thuận hữu ích và thỏa mãn lẫn nhau trong tất cả các mối quan hệ của con người. Nó coi cuộc sống là một đấu trường hợp tác, không phải là một đấu trường cạnh tranh. Hai một giải pháp thay thế phổ biến là thắng thắng hoặc không có thỏa thuận. Điều đó có nghĩa là nếu bạn không thể đạt được thỏa hiệp, bạn phải đồng ý không đồng ý một cách dễ chịu không thỏa thuận. Không có thỏa thuận là một lựa chọn trong tâm trí của bạn được giải phóng bởi vì bạn không cần phải thao túng mọi người để có được những gì bạn muốn. Bà có thái độ thắng thắng là nền tảng để thành công trong mọi tương tác của chúng ta. Nó kết hợp năm khí cạnh phụ thuộc lẫn nhau của cuộc sống, tính cách, các mối quan hệ thỏa thuận, cấu trúc và quy trình. Bốn tính cách là nền tảng của thắng thắng. Có ba đặc điểm tính cách thiết yếu đối với mô hình thắng thắng. Tính chính trực, sự trưởng thành và tâm lý phong phú. Năm chính trực là giá trị mà chúng ta đặt lên chính mình. Khi chúng ta xác định rõ ràng các giá trị của mình và chủ động tổ chức và thực hiện chúng hàng ngày, chúng ta phát triển khả năng tự nhận thức và ý chí độc lập bằng cách đưa ra các cam kết có ý nghĩa. Sáu mặt khác Trưởng thành là sự cân bằng giữa lòng dũng cảm và sự cân nhắc người trưởng thành có thể lắng nghe và thấu hiểu một cách thấu cảm nhưng cũng có thể dũng cảm đương đầu bảy tâm lý phong phú là mô hình cho thấy có rất nhiều thứ dành cho mọi người nó bắt nguồn từ cảm giác an toàn và giá trị cá nhân sâu thẳm bên trong đồng thời cho phép bạn ăn mừng thành công của người khác cùng với thành công của chính mình nó thừa nhận những khả năng vô hạn cho sự tăng trưởng chung tích cực tám khi chúng ta xây dựng tính cách Chúng ta xây dựng và duy trì các mối quan hệ thắng thắng, win-win chủ yếu dựa vào lòng tin, không có sự tin tưởng, chúng ta thiếu uy tín để học hỏi lẫn nhau, giao tiếp cởi mở và sáng tạo thực sự. Chính trong thỏa thuận thắng thắng, những người liên quan phải đồng ý về kết quả, quy tắc, nguồn lực, trách nhiệm và hậu quả mong muốn. Một sự hiểu biết rõ ràng và lẫn nhau đảm bảo rằng mọi người có mục tiêu chuẩn để họ có thể đánh giá bản thân, 10 để win-win hoạt động các hệ thống tại chỗ phải hỗ trợ nó. Điều này có thể có nghĩa là đào tạo, lập kế hoạch, truyền thông, lập ngân sách, thông tin hoặc hệ thống bồi thường. Hơn nữa, tất cả các quy trình liên quan đều phải cho phép nảy sinh các giải pháp thắng thắng. Phần số 8. Thông tin chi tiết từ phần 3 chương 2. Một một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất là giao tiếp. Thói quen nằm chủ yếu dựa vào khả năng giao tiếp tốt và xoay quanh nguyên tắc chúng ta phải tìm cách hiểu trước rồi mới được hiểu. Nguyên tắc này rất quan trọng để giao tiếp giữa các cá nhân hiệu quả. Hai tìm hiểu trước để hiểu yêu cầu một sự thay đổi mô hình sâu sắc. Chúng ta thường tìm kiếm đầu tiên để được hiểu. Hầu hết chúng ta không lắng nghe với ý định hiểu mà với ý định trả lời. Chúng tôi lọc mọi thứ thông qua các mô hình của riêng mình, buộc cuốn tự truyện của chúng tôi vào cuộc sống của người khác. Bà nếu bạn muốn có thói quen giao tiếp giữa các cá nhân với nhau một cách hiệu quả, trước tiên bạn phải phát triển kỹ năng lắng nghe thấu cảm bốn lắng nghe thấu cảm có nghĩa là lắng nghe với mục đích thâm nhập vào hệ quy chiếu của người khác để bạn có thể nhìn thế giới theo cách họ nhìn thế giới bạn dần dần bắt đầu hiểu mô hình của họ và do đó hiểu cảm giác thực sự của họ năm lắng nghe thấu cảm có hiệu quả cao vì nó cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác để làm việc bạn đang giải quyết thực tế bên trong tâm trí và trái tim của người khác thay vì phóng chiếu cuốn tự truyện của mình sáu tuy nhiên lắng nghe thấu cảm có thể gặp rủi ro cần rất nhiều bảo mật để đi vào trải nghiệm lắng nghe sâu vì bạn trở nên dễ bị tổn thương. Đó là lý do tại sao điều quan trọng trước tiên là phát triển các thói quen 1, 2 và 3. Chúng cho bạn khả năng xử lý tình trạng dễ bị tổn thương bằng sự bình yên và sức mạnh. Bởi khi bạn thực sự tìm cách hiểu người khác, bạn cũng giúp họ giải quyết những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Khi họ bắt đầu tin tưởng vào mong muốn lắng nghe và thấu hiểu chân thành của bạn, họ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi bộc lộ những suy nghĩ sâu sắc nhất và những cảm xúc dịu dàng nhất của mình tám nửa còn lại của thói quen năm là biết cách để được hiểu trong khi tìm cách hiểu đòi hỏi sự cân nhắc tìm kiếm để được hiểu cần can đảm thắng thắng đòi hỏi mức độ cao của cả hai nói cách khác nó đòi hỏi mức độ trưởng thành cao chính khi bạn có thể trình bày ý tưởng của riêng mình một cách rõ ràng cụ thể và trực quan Đặc biệt là trong bối cảnh hiểu biết sâu sắc về các mô hình và mối quan tâm của người khác, bạn sẽ tăng đáng kể độ tin cậy cho ý tưởng của mình. Đó là cách bạn khiến người khác lắng nghe bạn. Phần 9. Thông tin chi tiết từ phần 3 chương 3. Một thói quen xấu là biểu hiện của tất cả các thói quen khác gộp lại. Đó là thói quen hiệp lực. Sức mạnh tổng hợp có nghĩa là toàn bộ lớn hơn tổng của các bộ phận của nó. Hai ví dụ. Khi bạn trồng hai cây gần nhau, rễ của chúng hợp nhất với nhau, cải thiện chất lượng của đất để cả hai cây phát triển tốt hơn so với việc tách chúng ra. Ba đánh giá sự khác biệt về tinh thần, cảm xúc và tâm lý giữa mọi người là bản chất của sức mạnh tổng hợp. Để thực sự coi trọng những khác biệt đó, bạn phải hiểu rằng mọi người đều nhìn thế giới một cách chủ quan. Bốn những khác biệt này có thể tạo ra một môi trường thực sự bổ ích cho mỗi người tham gia và nuôi dưỡng lòng tự trọng và giá trị bản thân của mọi người nằm giao tiếp một cách hiệp đồng có nghĩa là mở rộng tâm trí và trái tim của bạn trước những cơ hội lựa chọn và giải pháp thay thế mới thông qua hình thức giao tiếp này các bên liên quan sẽ hiểu rõ hơn sự phấn khích để học hỏi lẫn nhau và hiểu biết sâu sắc sẽ thúc đẩy họ phát triển sáu nếu bạn nghĩ mình có thế giới quan khách quan bạn sẽ không coi trọng những khác biệt và bạn sẽ bị giới hạn bởi những khuôn mẫu của tình trạng bị quy định của bạn những người thực sự hiệu quả có sự khiêm tốn để nhận ra những hạn chế về nhận thức của chính họ và đánh giá cao những khác biệt này vì chúng nâng cao kiến thức của họ bảy sức mạnh tổng hợp có thể giúp bạn tránh năng lượng tiêu cực vì bạn có thể tìm kiếm điều tốt ở người khác và sử dụng điều tốt đó dù khác biệt đến mức nào để cải thiện quan điểm của bạn và mở rộng quan điểm của bạn tám công khai thể hiện ý tưởng cảm xúc và kinh nghiệm của bạn là cách tốt nhất để khuyến khích người khác làm điều tương tự Điều này đòi hỏi bạn không chỉ can đảm mà còn phải quan tâm đến sự khác biệt của người khác, bạn không cần phải đồng ý với họ, nhưng bạn có thể xác thực kinh nghiệm của họ. Chính sức mạnh tổng hợp đi đôi với sự sáng tạo. Khi bạn không đồng ý với ai đó, bạn có thể thử nghĩ ra một giải pháp thay thế thứ ba hiệp đồng. Nếu bạn tiếp cận với thái độ thắng thắng và thực sự cố gắng hiểu, bạn thường có thể tìm ra giải pháp phù hợp với mọi người liên quan. Phần 10. Thông tin chi tiết từ phần 4 một thói quen bảy tập trung vào việc đổi mới hoặc dành thời gian để mài lưỡi cưa nó làm cho tất cả các thói quen khác có thể thói quen bảy liên quan đến việc đổi mới các khía cạnh thể chất tinh thần trí tuệ và xã hội tình cảm trong bản chất của chúng ta để nâng cao con người chúng ta với tư cách là một con người hai mài sắc lưỡi cưa có nghĩa là thường xuyên rèn luyện cả bốn khía cạnh trong bản chất của chúng ta theo những cách cân bằng đó là khoản đầu tư hiệu quả nhất mà chúng ta có thể thực hiện trong đời đầu tư vào bản thân ba đổi mới kích thước vật lý có nghĩa là chăm sóc cơ thể vật lý của chúng ta bằng cách ăn uống lành mạnh nghỉ ngơi đầy đủ và tập thể dục thường xuyên tập thể dục đặc biệt quan trọng vì nó giúp chúng ta chủ động hơn và nâng cao lòng tự trọng của chúng ta bốn chiều tâm linh đưa ra hướng dẫn nó dựa trên những nguồn truyền cảm hứng và nâng đỡ chúng ta dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên thiền định và đắm chìm trong những tác phẩm văn học hay hoặc âm nhạc tuyệt vời có thể mang lại sự đổi mới cho tinh thần. Năm việc đổi mới chiều kích tinh thần phụ thuộc rất nhiều vào việc liên tục mài dũ và mở rộng tâm trí. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là tập thói quen đọc các tác phẩm văn học hay, viết lách và viết nhật ký. Sáu sắp xếp và lập kế hoạch là một hình thức đổi mới tinh thần khác có liên quan đến thói quen 2 và 3. Nó bắt đầu với mục tiêu trong đầu và có thể sắp xếp và hình dung trong đầu toàn bộ hành trình, ít nhất là về nguyên tắc, nếu không muốn nói là theo từng bước. Bảy khi cạnh xã hội tình cảm tập trung vào các nguyên tắc lãnh đạo giữa các cá nhân, giao tiếp đồng cảm và hợp tác sáng tạo. Để làm mới bản thân về mặt cảm xúc, chúng ta phải tìm cách hiểu sâu sắc người khác, đóng góp có ý nghĩa cho cuộc sống của họ và duy trì tâm lý phong phú. Tám ngoài việc đổi mới bản thân theo bốn khía cạnh này, chúng ta có thể trở thành người viết kịch bản và người khẳng định tích cực cho người khác chúng ta có thể truyền cảm hứng cho những người khác hướng tới một con đường cao hơn bởi vì chúng ta tin tưởng vào họ và đồng cảm với họ chúng tôi khuyến khích họ chủ động thay vì miễn trách nhiệm cho họ chính mặc dù đổi mới trong từng khía cạnh là điều cần thiết nhưng nó chỉ trở nên hiệu quả khi chúng ta xử lý cả bốn khía cạnh một cách cân bằng bỏ qua bất kỳ một lĩnh vực ảnh hưởng tiêu cực đến phần còn lại 10. Đổi mới cân bằng là hợp lực. Những điều chúng ta làm để mài lưỡi cưa ở bất kỳ khía cạnh nào cũng có tác động tích cực đến những khía cạnh khác vì chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Sức khỏe thể chất của chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và sức mạnh tinh thần của chúng ta ảnh hưởng đến sức mạnh xã hội tình cảm của chúng ta. 11. Đổi mới là quá trình truyền cảm hứng cho chúng tôi tiến lên theo vòng xoáy tăng trưởng, thay đổi và cải tiến liên tục. Phần 11. Phong cách của tác giả Stephen Covey đưa ra cách tiếp cận thực tế từng bước để tích hợp 7 thói quen, tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi thói quen được giải thích rõ ràng và hỗ trợ với các ví dụ thực tế và đề xuất ứng dụng. Văn bản đơn giản và dễ hiểu, đồng thời Covey cung cấp nhiều lưu đồ trong mỗi chương để tóm tắt thông tin quan trọng. Phần 12: Góc nhìn của tác giả. Trong quá trình làm việc với khách hàng trong lĩnh vực phát triển lãnh đạo, Stephen Covey 1932-2012 đến 2012, bắt đầu quan tâm đến việc nhận thức ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta như thế nào. Ông cũng tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu về các tài liệu về thành công được xuất bản ở Hoa Kỳ từ năm 1776. Ông lập luận rằng phần lớn các tài liệu đó chủ yếu dựa vào các phương pháp chưa được chứng minh và các giải pháp nhanh chóng không có giá trị lâu dài đối với thành công lâu dài. Cơ vây tin rằng chìa khóa để sống thành công là thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới theo cách phù hợp với bảy thói quen. Phần 13. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về bảy thói quen của người thành đạt của Stephen R. Cơ vây Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm Ông lập luận rằng phần lớn tài liệu đó phụ thuộc khá nhiều vào các phương pháp chưa được chứng minh và các bản sửa lỗi nhanh chóng không có giá trị lâu dài trong thành công lâu dài. Cơ vây tin rằng chìa khóa để sống thành công là thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới theo cách phù hợp với bảy thói quen. Phần 13. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về bảy thói quen của người thành đạt của Stephen R. Cơ vây Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm Ông lập luận rằng phần lớn tài liệu đó phụ thuộc khá nhiều vào các phương pháp chưa được chứng minh và các bản sửa lỗi nhanh chóng không có giá trị lâu dài trong thành công lâu dài. Cơ vây tin rằng chìa khóa để sống thành công là thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới theo cách phù hợp với bảy thói quen. Phần 13. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về bảy thói quen của người thành đạt của Stephen R. Cơ vây, mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.